Liên quan vụ người đàn ông bị tấn công dã man trên tàu cá đã gây xôn xao dư luận, chiều 17 tháng 11, Chủ tịch tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh thông tin báo chí đã phản ánh, xử lý nghiêm nếu có sai phạm và báo cáo kết quả đến Chủ tịch tỉnh chậm nhất ngày 21 tháng 11. Như đã thông tin đêm 15 tháng 11, mạng xã hội xuất hiện hai video clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị đối xử dã man. Hình ảnh của clip cho thấy vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển. Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có động thái can ngăn mà còn tham gia vào hăm dọa nạn nhân. Hành động trên khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, trong hai ngày 28 và 30 tháng 5, hai ngư phủ Trương Văn Trung, 47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, tạm trú tại thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, và ông Lê Văn Bình, 30 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang, tạm trú không cố định tại thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, để công an thị trấn Sông Đốc trình báo về việc bị Nguyễn Văn Tị, 34 tuổi, Nguyễn Công Toàn, 34 tuổi, Nguyễn Văn Hùng, 38 tuổi, cùng ngụ huyện Trần Văn Thời gây thương tích trên ghe đánh bắt thủy sản mang biển kiểm soát số B T97993TS. Qua làm việc bình và chung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị. Tuy nhiên chủ tàu dù được nhiều lần triệu tập vào bờ để làm việc nhưng vẫn không chịu chấp hành. Hy vọng rằng với sự vào cuộc kịp thời của Ủy ừ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, vụ việc nghiêm trọng này sẽ sớm được làm sáng tỏ và có hình thức xử phạt thích đáng với các đối tượng, giúp ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.